Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 15,5 cái token ZTP tương đương với 10 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbox. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Join Airdrop. Thì dự án này nó sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 4 và nó sẽ phân phối vào ngày 30 tháng 4 nhé. Ở đây thì mọi người sẽ làm cái nhiệm vụ join vào Telegram. Rồi, quay trở lại, join tiếp vào channel. Sau đó quay trở về đây. Mọi người sẽ follow Twitter, retweet bài đăng và test 3 người bạn nhé. Vào Twitter này. Rồi, chọn theo dõi. Rồi, ở dưới này thì mọi người sẽ like và retweet. Mọi người sẽ test 3 người bạn vào. Chọn tweet lại. Rồi sau đó quay trở về bot. Bấm chọn submit. Chọn don. Nhập profiling của Twitter. Rồi sau đó gửi địa chỉ ví PEP20. Tiếp tục ở đây thì mọi người có thể bấm vào balance để kiểm tra số dư này. Rồi, số dư của mọi người sẽ là 15,5 ZTP và chọn withdraw thì dự án nó sẽ kết thúc và phân phối vào ngày 30 tháng 4 nhé. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.